Chào các bạn, bình thường là nhiều người mà viết linh phù bảo quay clip hay chụp ảnh thì thực sự là tôi bảo là bận, không có thời gian. Chỉ có hôm nay mùng 1 cũng vẫn bận, tuy nhiên là buổi sáng thì vợ bảo về thăm bà ngoại. Thăm bà ngoại xong thì bây giờ buổi chiều về thì có 6 bạn nhờ viết linh phù, thì tôi mới nhân tiện tôi ra viết linh phù và cũng như là giải đáp một số thắc mắc. Nhiều bạn hay hỏi là linh phù bao giờ có linh ứng, bao giờ có hiệu quả. Tôi làm nhiều clip cho mọi người theo dõi rồi, thì khi mọi người phải hình dung là cái linh phù có kết nối là nó phải có linh khí, cái sự linh ứng, và bao giờ có sự linh ứng là nó kết nối, là có hiệu quả từ cái lúc có kết nối, có linh ứng đấy. Ví dụ một cái tờ giấy không này, thường nó không có khí thì không bao giờ có sự linh ứng cả. Ví dụ đo lên này được khoảng 5-10 độ này là nó khí nó rất yếu và không có một kết nối nào cả. Hoặc là nhiều cái linh phù viết giả ngoài kia ấy. Tôi nói viết giả tại vì người ta viết không có cái kết nối, hoặc cái câu lệnh nó sai, nó bị âm thì là không có tác dụng, đúng không? Thì cái linh phù khi mình viết vào, bản thân những người viết là năng lượng phải dương này. Nên những bạn nào mà học viết linh phù ấy, thì vẫn phải có tầm long để đo kiểm chứng xem là cái linh phù mình viết ra nó có dương hay không. Viết sai kết cấu nó cũng không dương. Đấy, giống như tôi có làm rất nhiều clip về linh phù là phải có viết công văn nó có kính thưa, kính gửi, thì viết linh phù cũng thế, nó có cái kết nối, có cái sắc lệnh ở trên. Đây là một cái linh phù viết kính thưa kính gửi, nhưng mà chưa có nội dung, chưa có thông tin gì cả, tức là mới đang viết và truyền khí bình thường mà thôi. Các bạn hiểu sự linh ứng nó mạnh lên, nó lên mạnh lên được khoảng 15-20 độ rồi, đúng không? Các bạn nhìn cái góc quay, tất nhiên là quay ngược, đúng không? Nhìn cái chữ ở trên các bạn thấy nó quay ngược rồi, của tôi là quay dương, các bạn nhìn nó sẽ thành âm. Nó bắt đầu có sự kết nối linh ứng nhưng mà nó chưa mạnh, nó mới chỉ được khoảng 15-20 độ, tại vì mình đã viết nội dung đâu, mình chưa viết nội dung. Nội dung đơn giản nhất hôm nay, ví dụ có một bạn viết là bảo cầu tài. Đấy. Có 6 người, đây là ví dụ người đầu tiên viết cầu tài. Nên là viết xong câu lệnh mà chưa có thông tin của cái người cụ thể, tức là mình có nội dung rồi, đúng không? Mình viết xong văn bản. Đấy, nó bắt đầu mạnh hơn, nó lên được khoảng 80 độ rồi các bạn nhé. 80-90 độ là đã khá mạnh. Nhưng mà nó chưa có kết nối, mình phải có thông tin của cái người cần viết. Đây là viết xong đầy đủ gần như một cái bản công văn, đúng không? Linh phù là cái bản mình công văn gửi cho giới tâm linh, mình chưa đóng dấu. Về cơ bản là nó rất là mạnh. Đấy. Thông thường tôi đo cho các bạn xem là, ví dụ như tôi đo là lên được khoảng 170-180 là cũng rất mạnh rồi. Nhưng chưa có kết nối. Mình muốn có kết nối mạnh hơn thì mình phải đóng cái chuyện vào, mà chuyện cũng phải là năng lượng dương. Và cái chuyện này là cái chuyện tôi cải tiến cái năng lượng nữa. Rất là mạnh so với những cái chuyện trên thị trường. Thì như thế này là có kết nối rồi các bạn nhé. Ví dụ đóng dấu đầy đủ vào là có kết nối, có sự linh ứng. Ví dụ về cơ bản này, các bạn không sắp lễ vẫn có kết nối, có nghĩa là đóng chuyện vào nó đã kết nối, nó quay rất là mạnh, có kết nối, có linh ứng rồi. Tuy nhiên là mình muốn linh ứng hơn, muốn kết nối mạnh hơn thì mình phải mua lễ hoa quả về, đúng không?
thì gọi là gì đấy, là cái khai quang riêng, hoặc là ví dụ bạn này là bạn đặt để bạn tự hóa thì là tôi sẽ gửi cho bạn ý để tự hóa, còn với những cái người khác mà nhờ tôi hóa hộ thì tôi mua lễ về tôi làm lễ, thì nó tăng cái sự kết nối lên. Lúc mình đo lại làm lễ xong là nó cái vòng quay đo kiểm chứng các bạn sẽ thấy nó mạnh hơn, có nghĩa là kết nối khi nào linh ứng, khi nào linh nghiệm, khi nào là đóng chuyện và nó đã có linh nghiệm rồi. Và linh nghiệm bao lâu thì tôi thường nói là linh phù giấy là mạnh nhất trong 3 tháng đầu tiên, có thể nó kéo dài cả năm nhưng mà mạnh nhất là trong 3 tháng đầu tiên. Hình dung ra chưa? Tiếp theo là của một bạn là làm cho 3 người trong gia đình hóa hộ. Cũng như vậy thôi, khi viết này thì nó chưa kết nối, nhưng mà dần dần qua quá trình mình viết này, bổ sung đầy đủ thông tin, đóng chuyện rồi, cứ đóng chuyện xong là nó đã kết nối rồi. Nhưng mà kết nối mạnh hơn thì là các bạn nhớ vào mùng 1 này thì đúng lúc tôi đi mua hoa quả thắp hương thì mình mua dễ hơn, mua nhiều luôn, chứ không mình đi siêu thị lớn. Tại vì như tôi nói, các bạn xem nhiều clip là tôi rất cầu kỳ, mua hoa quả là cứ muốn loại ngon chứ tôi nên là phải mất công chạy 3-4 cây, đúng ra xem bao nhiêu cây từ chỗ tôi lên chỗ siêu thị Eon. Mình tại vì chung quanh siêu thị ở đây rất nhiều, nhưng mà hoa quả nó 5,9 cây cơ các bạn đấy. Mất công đi 20 phút, 5,9 cây. Nên thường ngại, ví dụ quay như này xong quay thì nhanh, có khi 5-10 phút quay, nhưng mà vào làm clip có khi mất nửa tiếng nữa, xong lại còn đi làm lễ nữa, nên là ngại lắm, bận không có thời gian để quay. Đây là kích tài lộc, vay vốn. Đây một người đòi yêu cầu nhiều nội dung, mà tôi viết nội dung đầu tiên là kích tài lộc. Người thứ hai cũng là kích tài lộc. Thường một linh phù viết một nội dung thì nó linh ứng hơn là muốn viết nhiều. Đây là người thứ hai là kích tài lộc. Đây là nhờ viết 4 người. Tôi viết xong hết rồi tôi đo một thể cho các bạn xem. Giống cái đầu tiên thôi đúng không? Nó cũng tương tự như vậy. Đây là 4 linh phù theo thứ tự đều chưa đóng dấu. Đo cái linh phù đầu tiên, thực ra đo thì nó các cái linh phù nó sẽ như nhau đấy, cái này cũng khoảng là 170-180 đúng không, và đóng dấu vào thì nó bắt đầu có kết nối. Đấy thì các bạn hiểu thế nào là kết nối, thế nào là linh ứng. Đây ví dụ đóng một cái như này, đóng một cái xong rồi nó có kết nối là nó quay rất là mạnh, nó đưa lên là nó tự đẩy nó quay. Đấy, đấy là lúc đấy là có kết nối, có linh ứng, có hiệu quả. Hiệu quả từ bao giờ? Có hiệu quả từ lúc đóng dấu. Hiểu chưa? Còn khi mình làm lễ thì nó kết nối mạnh hơn. Kết nối mạnh hơn.
thường bao giờ viết linh phù này cũng phải là lúc mình khỏe nữa mình mới viết. Ví dụ bạn dậy ngủ dậy mà bạn mệt mỏi rồi bạn không viết linh phù được. Ví dụ trước khi viết này là tôi phải ngồi tôi uống pha cốc cà phê uống cho tỉnh táo, nhưng mà bây giờ cắt bỏ công đoạn ấy rồi. Không, nhiều người cũng lại bảo là thầy ngồi pha cà phê mất thời gian đúng không? Còn nội dung như thế về cơ bản là để các bạn thấy là đầu tháng ngồi viết linh phù cho mọi người nhân tiện đo. Bây giờ còn một chị cầu duyên, một chị cầu duyên ở Mỹ gửi về nhờ cầu duyên, và một bạn nữa là nhờ chuyển công tác cho vợ. Đấy, còn cái bạn mà hỏi thắc mắc về có kết nối hay chưa thì bạn chưa đặt hàng không xem clip nhưng mà hỏi nhiều thứ ở trên đời. Nó khó trả lời lắm đúng không? Nó xem, mình phải xem hết, xem toàn bộ cái quy trình, ví dụ quay đo đạt thì mọi người mới hiểu. Còn nếu mà chỉ nói lý thuyết không thì sẽ không thể hiểu được. Tôi viết cho cái chị ở nước ngoài trước đấy, cầu tình yêu hạnh phúc. Đây là đúng là gì? Tình yêu người có đức có tài, yêu thương thật lòng giúp con đầy đủ hạnh phúc lâu dài mãi mãi, mong ngài giúp con sức khỏe tốt. Đây là khách hàng ở London Anh các bạn, không phải ở Mỹ. Nhầm, mình cứ mặc định nước ngoài là Mỹ. Đây là anh in của London. Đấy. Xin visa sang Anh là khó phết. Đấy, ví dụ là viết xong mà chưa đóng dấu. Nói chung là cô viết bao nhiêu cái cũng thế, mình dành năng lượng rất là mạnh. 180. Cầu duyên là phải có linh phù hồ ly. Cầu duyên này ít người viết, thỉnh thoảng tháng 1-2 người viết nên là mực vẫn là mới, rất là nét. Cầu tài mọi người viết nhiều nhất nên là triển nó mờ mờ. Đấy, nói chung đóng vào là nó rất là mạnh. Mạnh này là có kết nối này, có hiệu quả. Đây là mấy lần chuyển công tác cho vợ. Bạn này là nhờ viết từ hôm qua, hôm nay mới có thời gian để viết. Viết xong. Bạn nào học linh phù là phải học tâm long nữa. Học linh phù xong mà không có tâm long kiểm chứng thì cũng không được. Có chuyện, có chuyện là nó có kết nối. À, tôi nói có một loại chuyện, mỗi các thứ một loại chuyện thôi đúng không? Nhiều bạn cứ nhiều nơi người ta viết, người ta cứ muốn oai, người ta đóng một cái 5-6 cái chuyện
chắc chắn là nó sẽ không hiệu quả, gọi là bị loạn nhịp. Một cái công văn bạn gửi cho một cái cấp có thẩm quyền, một công văn bạn gửi cho hàng chục nơi khác nhau, đúng không? Tình duyên thì phải xin người phụ trách về tình duyên, tài lộc phải xin người phụ trách về tài lộc, chứ tình duyên này đóng cái chuyện của ông tài lộc và nó gọi là dâu ông nọ cắm cằm ở kia, chắc chắn là phù bị âm mà xin không hiệu quả. Các bạn phải hiểu cái câu chuyện đấy. Nên là ngoài kia nhiều người ta linh phù người ta cũng vẽ linh ta linh tinh. Là mùng 1 đi chơi nên là mới mặc áo ngài trung quỳ, còn bình thường ở nhà đi làm là cứ mặc áo chuyên gia phong thủy để quảng cáo trang web. Hôm nay quay clip luôn lên còn chán, chẳng nhẽ lại vứt hết cái clip vừa làm về linh phù. Bình thường là nó theo chiều dọc là cứ thế là gửi, còn bây giờ là tất cả nó nằm xoay 90 độ luôn. Bây giờ tự nhiên ngồi mà xoay hết hơn chục cái clip này rất là ngại luôn này.